lòng đỏ trứng nè, một cái lòng đỏ trứng. Ở đây mình có các cái nguyên liệu nè. Ở đây là 15 gram sữa đặc nha. Ở đây nước cốt dừa nè, có 25 gram nước cốt dừa ha. Ở đây có 50 gram đường cát. Ở đây có 60 gram bơ. Ở đây 60 gram bột mì. Ở đây 100 gram bột củ năng. Đây mình có cái lọc đỏ trứng. Bây giờ mình bỏ cái các cái tổng hợp này vô. Kèo bỏ đường vô. Giờ mình cho đường vô. Mình cho nước cốt vô nè. Rồi giờ mình cho sữa vô. Rồi giờ mình quậy cho nó đều. Quậy cho nó tan ngay ngay các bạn. Này mình đánh nhẹ thôi nha các bạn, đánh cho nó tan này kìa. Tan đường ra là được. Cho bơ vô. Đây mình quậy cho các cái hỗn hợp này nó mịn lại được. Gây bột vô. Này bột mì 50 g bột mì. Rồi mình cho bột năng vô. Rồi mình trộn nó cho nó đều rồi mình nhồi nó nha. Đây nhồi nó. Rồi cho nó mịn bột thì là được. Rồi mình để, mình đậy lên, mình để một tiếng ăn các bạn. Để cho nó nở bột. Rồi giờ mình đậy lên nha. Đây cục bột này giờ mình để ra một tiếng nữa nha các bạn. Bây giờ mình làm nè. Mịn hết chứ nè. Mịn bột lắm. Trên xe nó mình cắt. Giờ mình định hình nó nha các bạn. Định hình nó cắt. Thôi vậy mình không có cái khuôn cắt nó. Đây mình cắt gì nha các bạn, làm cái nữa cho các bạn coi nha, mấy hai bên
Rồi vậy mình có cái khuôn mình ép nó ra. Cắt gì nha các bạn. Rồi còn cái này còn lại mình làm cho hết cái này nha. Hết bột này. Bây giờ mình cắt cắt nó hai bên thôi. Chị tới đường cắt ra cắt cái có cái chỉ nướng mình để trong lò nướng. Đây. Đó. Bỏ vô cái bọc này nha các bạn, nặng nó mau hơn mình dò nó không có đều. Dò nó có khi đâu phần nào nhỏ đâu lớn. Các bạn, mình có lót cái nến với cái dĩa nha. Bây giờ mình đi nướng nè, mình dặn lò này ở 10 phút rồi đó. Đây là mình nóng rồi nè ha. Mình cho lửa nhỏ thôi, 140 độ thôi, trên dưới đều nha. Trên dưới đều cho 15 phút rồi nướng 15 xong đây các bạn, nướng rồi lửa nhỏ là cho 20 phút nha. Lửa mình mới mình dặn 140 độ cái mình sục lại đây nha các bạn, mình vẽ thử nó chín rồi. Sốt ngon. Đây mình làm không có đều tay nha các bạn nè. Giờ mình đem ra dĩa nè. Các bạn dứa thứ sốt ngon lắm, béo mà thơm, có nước cốt dừa. Tại vì mình làm bằng tay nó không có đều, chứ mình có thay vì mình có cái khuôn á, mình dặn là nó đều cái lắm. Cái bữa nào mình mua cái khuôn á mình làm lại. Các bạn thấy mình chia sẻ có hay các bạn nhớ like đăng ký giùm Bích nha. Rồi chào tạm biệt các bạn nha. Bạn làm ăn đi nha các bạn.